Đừng có giả vào mùng 1 là không đi lấy được đâu đấy. Mùng 1 không đi lấy được thì bảo cho tôi để tận đến 16, 17 xong đi cũng khỏi. Tôi gửi lên ngân hàng, lên ngân hàng đi làm. Bây giờ thì cái công suất lúc này thì ngân hàng làm thế thì không làm đâu. Thank you.